Hello, chào các bạn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Vâng, thứ bảy tuần vừa rồi, hai vợ chồng chúng tôi một chuyến đi Vũng Tàu chơi các bạn. Chúng tôi xem thông tin trên mạng thì được biết rằng là đảo Hòn Bà này, ở bên trên có cái miếu Hòn Bà, thì thứ bảy khoảng 9 giờ thì nước sẽ bắt đầu rút. Nước rút và nó sẽ lòi ra một cái con đường bí ẩn đó, từ đất liền đi bộ ra đảo Hòn Bà. Đó, các bạn nhìn bên trái, nước đang xuống. Đó, đây này. Đó, lúc này là khoảng độ 9 giờ sáng. Nước đã rút xuống các phải 1-2 mét rồi. Đó, và bây giờ đang lòi ra con đường đi bộ. Đó, các bạn nhìn cái đảo, cái phần đen đen xấu xấu bên dưới ấy, là nơi nó ngập nước. Và bây giờ nước đã xuống rồi. Đây, nhìn từ trên xuống này. Đó, còn khoảng độ nửa mét nữa. Đó, con đường đá mờ mờ ha. Đó, có vài người đang lội qua đấy các bạn. Đó. Đây là mơ ước của chúng tôi sau nhiều năm. Đó, và bây giờ ngày hôm nay á sẽ đi bộ qua đây, qua miếu Hòn Bà này. Ha. Ok, 10 giờ rồi các bạn ơi, nước đang rút rồi ngoài kia. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đó. Mình sẽ đi xuống con đường bí ẩn như thế này. Đó, nước xuống và đã lộ diện ra rồi. Vâng, mình sẽ đi qua đảo Hòn Bà. Đó, đảo Hòn Bà phía bên đây. Đó, nhìn thấy không? Nhìn thấy con đường dưới nước không? Vâng, Vũng Tàu thì quá gần thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cách có khoảng độ 120 km thôi. Đó, chúng tôi đã đi Vũng Tàu chơi rất rất nhiều lần rồi, nhưng mà chưa có được tận mắt nhìn thấy cái con đường này. Đó, mình chỉ nhìn được trên tivi với lại trên hình ảnh mọi người chụp thôi. Đó, và hôm nay chúng tôi sẽ tìm đường đi xuống đây các bạn. Đó, phải tìm đường xuống nha, chứ không phải là chỗ nào mình cũng xuống được đâu. Có cái anh bán nước, anh kêu mua nước đi, anh chỉ cho đường xuống, cho cái đường, chỉ cho mình cái đường xuống gần nhất. Hiện tại tôi đang đứng trên vỉa hè, sau lưng là đường nhựa. Đó, mình tìm được cái đường xuống cũng khó khăn đấy. Đó, lúc này nước xuống nhiều rồi. Đấy, đường nhựa là sau lưng ấy. Và đây là cái đường đi xuống này. Đó, ai đó đã cột một sợi dây ở đây để mình vừa vịn vừa đu xuống. Tại vì cái độ dốc của nó cũng khá là nghiêng, chắc khoảng độ 30 độ. May mà trời khô, nếu mà đất của nó ướt ấy, thì có thể nó sẽ trơn. Đó, mình sẽ đi bộ ra ngoài này này. Bà xã bà sung quá, bà bỏ đi trước luôn, bỏ đi trước luôn. Tôi đứng trên đây quay phim luôn. Ok các bạn, tình hình rất là căng thẳng. Bây giờ là 10 giờ rồi và nước đã xuống rồi. Chúng tôi lo loay hoay ở bên mũi Linh Ninh Phong rồi, bây giờ qua đây nước đã xuống rồi và mình vẫn còn đang leo. Bây giờ mình qua đó mất cả tiếng rồi, về mất 1 tiếng nữa, không biết có kịp không. Không kịp là ở lại bên đó luôn đấy, ở lại chờ tới ngày mai, tối ngày mai nước mới xuống các bạn. Chúng tôi vừa mới đu dây xuống. Xuống được không em ơi? Vâng, đoạn kia trên kia rất là dốc nên là có dây để đu luôn đấy. Đó, đu dây này, ghê chưa? Yeah, tuyệt vời. Đã đu dây thành công xuống. Đó, và đây là bãi biển. Đu dây xuống. Trời ơi, sao thế chứ? Đây là bãi biển các bạn ơi. Đó, bãi biển. Và đây là con đường bí ẩn đã xuất hiện đây. Ban nãy tôi bay lai cao, các bạn thấy là không có con đường này đúng không? Nó mờ mờ, nó mờ mờ, nó nằm ở dưới nước sâu á. Đó, bây giờ đã xuất hiện rồi. Này, mọi người đi qua chùa bên đây. Quá đã. Ok, đã xuống tới bãi biển và bây giờ sẽ
đi con đường đất đá trơn trượt đó, đi qua đảo Hòn Bà, chùa Hòn Đào, Hòn Bà bên kia. Get go. Yeah, đi thôi các bạn ơi. Đó, cái rặng cây phía sau lưng là ban nãy mình đu dây xuống đó các bạn. Và đây là bãi biển. Lúc mà bình thường á là nước nó ngập lên. Nước nó ngập lên chắc phải ngập ngang đầu người mình á. Còn bây giờ là thủy chiều xuống các bạn. Các bạn muốn đi thì lên Google tìm xem cái lịch nước rút là ngày nào và giờ nào ha. Vâng, hôm nay nước rút quá mạnh đi, thủy chiều xuống quá sâu, cho nên con đường của nó hơi bị rộng. Hơi bị rộng quá, cho nên mình cảm thấy nó không được bí hiểm lắm các bạn ạ. Nếu như mà mình đi sớm hơn hoặc là gặp cái hôm mà nước nó rút xuống thấp á, thì cái đường nó chỉ lộ ra chiều ngang khoảng độ vài mét thôi. Còn bây giờ nước xuống quá sâu cho nên là cái đường nó khá rộng. Tôi không biết được lịch sử nguồn gốc của con đường này là do thiên nhiên nó tạo hóa ra hay là có ai đó đổ đá ở đây không. Vâng, tôi quay bằng cái camera 360 độ của hãng Insta, tên của nó là One X2. Đó, đá nó khá là trơn nha. Đó, mình nhìn những cái cục đá nào mà nó có màu á thì mình đi được, còn cục đá nào mà nó màu xanh, nó có rêu á là bước vào là nó trơn trượt, nó trượt là ngã là thôi rồi luôn đấy. Lúc đầu thì hai vợ chồng tôi dắt nhau đi, nhưng mà dắt nhau đi nó càng khó khăn hơn, mất thăng bằng, cho nên thôi mạnh ai người đấy đi. Đó, tự giữ thăng bằng như mình, nhưng còn nắm tay nhau không ổn quá. Đó, tôi đi thì mình bước đi thì phải bước cho nhanh. Đó, tìm cái chỗ nào trũng á mình bước, đừng có bước lên trên những cái cục đá mà bước cái nơi thấp nhất. Đó, dắt nhau đi nó còn khó hơn các bạn, cho nên là cuối cùng là chúng tôi là quyết định là mạnh ai người đó đi. Đó, nó không có bị ràng buộc nhau, dễ đi hơn. Đó, xa ghê không? Đó, khoảng độ 250 mét, nếu mà tính cả bờ biển cát ấy, thì khoảng 300 mét. Đó, bà xã tôi là cái đoạn sau là bị ngã tới 3 lần, ngã ngồi xuống cái chỗ thấp luôn, tức là không đứng lên được luôn, phải có nhờ người khác ta mới lôi lên được, tự mình không ngồi lên được, không đứng lại được. Ồ, con đường nó quá rộng các bạn ha. Đó, quá là rộng. Ồ, rộng cả chục mét luôn á. Vâng, nếu như mà mình đi sớm hơn thì cái đường nó hẹp hơn, thì nhìn nó sẽ chill hơn một chút ha. Ok các bạn, đi được nửa đường rồi các bạn ơi. 10 phút thì đi được nửa đường. Bà xã còn tút ở ngoài xa này kia. 10 phút đi được nửa đường. Đó, đó, đảo Hòn Bà đây. Cố lên. Đây các bạn, ở đây có hai cái lô cốt này. Đó, hai cái lô cốt chắc từ thời Mỹ vậy. Ghê không? Đó, miếu Chùa Bà đây. Miếu Hòn Bà. Cái đoạn mà đi gần tới đây thì nó dễ hơn rồi. Coi bà xã đi tới đâu rồi. Trời ơi, còn tốt này kia. Mà nãy mới bị té. Đó, áo đen này, áo ghi lê đen này. Đó, quần jean màu xanh nữa. Quá căng luôn. Đó, chú Kito ngoài kia. Tới gần đây thì nó dễ đi hơn, nó bằng phẳng hơn một chút. Ok, mệt không em ơi? Dạ không, chỉ trơn thôi chứ không có mệt. Mày té có đau không? Không, anh, nhưng mà có cái chỗ có con hào á thì đau. À, là sắt nó bén lắm á. Bén,
bước lên con hào thì đi rất là ok. Đó. Vâng, cái đoạn mà gần tới nơi á thì nó dễ đi hơn, tương đối bằng phẳng các bạn. Vâng, đến nơi rồi. Đó, phía xa có hai cái lô cốt. Có hai cái lô cốt từ thời còn chiến tranh. Đó, phía sau là tượng núi nhỏ, đó, tượng Chúa Kitô bên trên. Đó, chúng tôi đã đi lên tới nơi rồi. Quá đã. Cảm giác lưng phê. Giống như là mình đã chinh phục được một cái kỷ lục gì đó. Đó, miếu Hòn Bà ha. Một cái miếu thôi, tại vì nó nhỏ chứ không thể, không phải là cái chùa. Đó, miếu. Đó, các bạn thấy cái K360 này lợi hại không? Đó, tôi cầm bằng một cái gậy dài khoảng độ 1 mét ấy. 1 mét thôi thì cũng rất là gọn. Đó, miếu Hòn Bà mình đi lên tham quan miếu. Bên trái là hàng cây sứ đẹp ghê. Lần đầu tiên từ bé đến giờ, tôi ra Vũng Tàu từ hồi 6-7 tuổi và đến bây giờ 55 tuổi rồi mới được ra đây. Quá đã. Cho nên là mình quay một đoạn phim, đoạn vlog để kỷ niệm, và cũng là để cho các bạn nào chưa có dịp ra đây thì tham quan, cắm nhìn con đường ha. Ồ, quá đông các bạn ơi. Quá đông luôn. Du khách không biết là họ tập trung từ hồi nào mà ra nhanh như vậy. Đó, con đường này. Ồ, nước xuống lúc này là đỉnh điểm rồi. Thì chiều xuống là như là mức thấp nhất quá. Lúc này là khoảng độ, tôi nghĩ là khoảng độ 10 giờ hay 10 giờ rưỡi rồi đó. Mình quên coi đồng hồ. Ở bên trên là đường này. Đó, đây là núi nhỏ. Quá kinh khủng à. Không tin được ở mắt mình luôn. Vâng, tôi bay một đoạn live cam ra ngoài biển cho các bạn ngắm nhìn. Đó, phía bên phải là thành phố biển Vũng Tàu. Đó, phê chưa. Rất tiếc là mình không bay, không ra kịp vào cái lúc mà nước nó mới xuống, tức là con đường nó bé bé rồi đó, nó đừng có lộ ra nhiều quá như thế này thì nhìn nó sẽ đã hơn. Vâng, cái bên phía cái đảo này, các bạn thấy cái vùng nào mà đen đen ấy, là nước nó ngập ấy. Còn chỗ nào mà có cỏ ấy, là nước nó chỉ lên tới đó thôi. Đó, con đường này. Lạ kỳ không? Đó, bên đây là bãi biển cát vàng. Đã lắm. Đó, thì các bạn đi xuống thì có thể là đó, cái nhìn cái dốc bên phải đó, đó mình phải leo cái dốc đó đó. Đó. Nhìn bí hiểm ha. Các bạn nào biết được cái sự tích, cái nguồn gốc của con đường này ở đâu mà có thì bình luận vào cho chúng tôi biết với. Vâng, cái đảo nước nó xuống nhiều quá, đâm ra là nhìn nó xấu á, nó đen đúa ha. Còn nếu mà nước lên cao á, nó lên tới cái mí cỏ đó thì nhìn nó sạch sẽ, nó đẹp. Còn này nó lòi xuống, nước nó xuống nhiều quá thì chiều xuống nhiều quá nó lòi cái bãi đá này ra, mà cái bãi đá này thì nhìn nó không có đẹp. Đó, nó đóng rong rêu á, cho nên là nó không có sạch, nhìn nó cũng không có được đẹp lắm. Đó, mà đi nó rất là trơn. Đó, còn cái bãi cát này thì đẹp này. Đó, mình đi theo cái đường mòn đó, mình leo lên trên đường nhựa đó các bạn. Cái bãi cỏ phía trước ấy, dốc cũng phải 30 độ ha. Đó, mình leo lên trên đó đó. Lượt về thì chúng tôi sẽ đi cái đường bên dưới này, đi dọc theo bờ biển chứ không có leo ở đó nữa, để đi một lượt, đi một kiểu, về một kiểu cho nó thú vị. Đó, toàn cảnh đảo Hòn Bà ở thành phố biển Vũng Tàu.
Vâng, con đường nhìn nó nước nó xuống nhiều quá, nhìn nó hơi xấu các bạn ha, nó loang loang lổ lổ á. Muốn chụp ảnh đẹp thì mình canh lúc nó vừa xuống, nó lú ra con đường khoảng độ 2 mét thôi ở giữa này thì nhìn sẽ đẹp. Đó, cái phía đảo này nó ngâm dưới nước lâu ngày cho nên nó đen đúng không ạ? Đen. Cơ bản là lúc mà nước lên cao nhất là nó tới cái chỗ cỏ. Còn đây là lúc nước xuống thấp nhất. Các bạn đã đến đây lần nào chưa? Và có đi bộ trên con đường này lần nào chưa? Các bạn đi thì nhớ để ý cái giờ nước nó rút, nước nó lên nha, để về cho kịp, chứ không là phải ở lại trên chùa đó, ngủ lại chùa rồi chiều mai nước nó xuống rồi mình mới về được. Còn không thì mình phải thuê tàu, thuê thuyền hoặc là thuê thúng để chở mình về. Đó. Đi lên miếu Hòn Bà thì có hai đường, một đường bên trái đi qua cái cổng và một cái đường bên phải là không qua cổng. Miếu Hòn Bà. Đó, cỏ xanh nha, đẹp. Lâu nay thì mình cứ đứng ở trên bẫn đất liền mà nhìn ra thôi, chứ chưa bao giờ bước lên đây. Bây giờ ra đây rồi mới thấy thú vị, khám phá không? Đã. Trước giờ thì mình cũng coi trên YouTube nhiều. Đó, thì cũng có vài bạn quay, nhưng mà có người thì quay lúc nước không à. Ngập hết á, có nước, có người thì quay lúc nước xuống. Còn cái video này là tôi quay cho các bạn xem là cả hai lúc luôn, lúc thủy chiều lên và thủy chiều xuống luôn. Đó, nước nó xuống. Và wow, có cái thúng rồi các bạn. Đó, có cái thúng mà có vài người đang đứng ở đó không biết để làm gì. Đó, đây từ trên nhìn xuống này. Lúc này thì nước xuống cho nên mình nhìn thấy cái đảo Hòn Bà nó rất là to. Mà lúc mà nước lên ấy, thì nó chỉ là còn cái khoảng màu xanh thôi, màu xanh của cỏ đó. Ồ, nước nó cũng có nhiều màu ha. Nó có luồng màu xanh, rồi màu vàng. Đẹp quá các bạn ơi, lạ. Đó, bên trên là cái đường chính của thành phố biển Vũng Tàu ấy. Đó, phía xa là núi nhỏ này, thành phố ở bên đây. Đó, đây gọi là bãi trước đúng không? Đây là bãi trước này. Wow, trời ơi, biển không có một cái chiếc tàu nào ta. Sao hôm nay không có một cái tàu, một cái thuyền nào cả. Theo như nhiều người nói ấy, thì thủy triều thì ngày nào cũng có các bạn. Ngày nào cũng có nha. Đó, thủy triều lên xuống là lên mỗi. Nhưng xuống nhiều, quan trọng là xuống nhiều hay ít thôi. Đó, nếu mà là xuống nhiều ấy, thì nó lòi ra con đường nhiều hơn. Đó, và có thời gian nhiều hơn. Đó, có thể kéo dài từ 1 tiếng tới 4 tiếng. Tùy theo ngày. Đó, và nếu như mà nó xuống vào ban đêm ấy, thì ít người ra ngoài này lắm. Đó, còn nếu mà nó xuống vào ban ngày á, như tôi đi như vậy là may mắn này, nó xuống vào lúc 11 giờ trưa này, thì mình từ trong Sài Gòn mình ra là vừa kịp. Đó, và hôm nay nước nó xuống rất là lâu. Đó, xuống phải 2 tiếng á, cho nên mình có nhiều thời gian để mình chơi. Hello, chào các bạn. Yeah, chúc mừng em đã đến đảo và chùa Hòn Bà. Chúng ta đã có duyên đến được đảo Hòn Bà. Tuyệt vời các bạn ơi, chúng tôi nay là 55 tuổi rồi, đi Vũng Tàu hàng trăm lần rồi các bạn. Mà hôm nay là mới chính thức là ra được
đảo Hòn Bà và chùa Hòn Bà ở đây. Bằng tiếng đường đi bộ. Đi bằng cái con đường bí ẩn dưới nước vậy. Dạ đây. Đó, đây ngoài này. Đó. Nãy giờ chúng ta bay lai cao cho các bạn xem rồi. Đó ngoài này. Và bây giờ nước bắt đầu đang lên trở lại các bạn. Dạ. Nước xuống từ lúc 9 giờ. Đó, và sẽ xuống ở lúc 11 giờ chiều. Đó. Bây giờ mình phải tranh thủ đi về. Dạ. Chứ không lát mà nước nó lên nó ngập là không về được. Dạ. Không về được là ở đây ngủ như chùa luôn á. Đó. Đó em có thích đêm nay ngủ lại ở trên chùa này không? Dạ không, giờ thì phải đi về thôi. Ngủ lại ở chùa rồi chiều mai. Đó, nước xuống mới qua được. Mà mai không qua được là phải ở lại tới rằm tháng sau á. Ở đây một tháng. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Này, cho các bạn xem cái con đường bí ẩn này. Con đường bí ẩn đây. Đó. Con đường bí ẩn. Con đường bí ẩn dưới nước. Đây là tượng Chúa Kitô này. Đó, con đường bí ẩn ở dưới đây. Đi khoảng độ 15 phút các bạn. Rất là trơn. Bên kia là mũi Nghinh Phong. Mũi Nghinh Phong, Nghinh Phong bên đó, ban nãy tôi có ở bên đó và quay lại các bạn xem rồi. Quá tuyệt vời. Đó, đây là quang cảnh ở trên chùa. Đó, các bạn nhìn thấy con đường bên dưới mọi người đang đi qua không? Đó, chúc ở dưới đây này. À. Bây giờ mình sẽ lội qua biển về tiếp các bạn ơi. Em ơi. Mình lội qua biển mới hồi nãy là 14 phút, 15 phút. 15 phút các bạn. 15 phút. Hy vọng bây giờ đi về sẽ quen chân hơn, đi nhanh hơn. Vâng, bữa nãy bà xã bị té tới 3 lần. Rất là khó đi đó anh, đường rất là trơn trượt. Rất là trơn. Đá nó ngâm dưới nước ấy, rất là trơn. Và ngã mà chống tay vào mấy con hào á, cái vỏ hào á là đau. Là rất đau, thậm chí là rách tay luôn á. Dạ. Ok, rồi xuống. Dạ, bây giờ mình đi xuống. Mình có duyên lên rồi, bây giờ mình đi xuống. Vâng, rất là hiếm khi mà mình tới đây tới Vũng Tàu mà gặp được cái mùa nước thủy triều nó xuống như thế này các bạn. Vâng, gọi là kỳ tích á. Bây giờ là 11 giờ 6 phút rồi. Vậy là từ lúc xuất phát đến giờ là đúng 1 tiếng rồi. Đó, miếu Hòn Bà và đảo Hòn Bà phía xa. Bây giờ chúng tôi sẽ lên đường lội qua biển để vào lại thành phố. Quãng đường khoảng 250 mét. Bây giờ là gần khó đi. Đó, bây giờ nước nó xuống đến đỉnh điểm rồi. Mình đi nhanh đi, không lát nước lên là ở lại đây luôn đấy. Còn sống hết đó bà. Ok các bạn. Chụp chưa? À không, đang quay phim. Dạ, cảm ơn anh. Ok, chúng tôi đã đi bộ 15 phút từ đảo Hòn Bà kia và đã vào cái đất liền. Dạ. Bây giờ có hai phương án, một là mình leo thang dây ở ngoài này để lên trên đây, giống như ban nãy. Hai là mình đi đường biển này, đi ven bờ biển. Để tới bãi để xe, em chọn phương án nào? Dạ, em nghĩ là mình đi ven đường biển thì vì bãi đổ xe mình á là dưới cái cổng trời mới nãy mình gửi xe. Ok, chúng tôi sẽ đi đường biển các bạn. Dạ. Đây, sẽ đi bộ dọc theo bờ biển này chứ không có leo thang dây và không có đi vỉa hè ở trên phố nữa, mà nãy mình đi rồi. Bây giờ tôi sẽ bay con Leica Mini SE này
ra ngoài đảo Hòn Ba ngoài kia cho các bạn ngắm cảnh chơi đảo Hòn Ba các bạn. Đó, và bên đây là mũi Vĩnh Phong ở đằng kia. Đó, cất cánh nào. Vâng, cái cảnh này chill quá các bạn ơi. Đó, mình đi Vũng Tàu, chúng tôi đi Vũng Tàu chơi nhiều lần rồi nhưng mà chưa bao giờ xuống cái bãi này. Đó, nhìn rất đẹp các bạn ha, nhìn như ở nước ngoài luôn á. Đó, bãi biển thì rất nhiều nơi có bãi biển, nhưng mà một bên là biển, một bên là vách núi như thế này thì, và đá như thế kia thì không phải chỗ nào cũng có. Đó, và cái khoảng không gian mình đi ấy, nó thoải mái, nó lài lài, nó bằng phẳng. Đó, một bên là biển, một bên là vách núi ha. Đó, nó đẹp. Đó, nó... chứ còn biển mà bình thường thì nhiều người thấy rồi. Ở bên trong là nhà, xong rồi tới bãi biển, rồi tới biển. Đó, còn những nơi mà vừa biển vừa có đá như thế này này, rồi có vách núi ở kế bên ấy, thì hiếm ấy. Cho nên là mình đi dạo ở đây, đi bộ ở đây là quá là tuyệt luôn. Hôm nay thì thời tiết không có được đẹp lắm, trời nó không có nắng, trời nó âm u muốn mưa, cho nên quay phim chụp ảnh thì nó không có lung linh, nó không có đẹp. Tuy nhiên nhờ cái mát như vậy ấy, thì mình mới đi chơi được nhiều hơn, không có mệt, không có bị nắng ấy. Chứ nếu như mà bây giờ đang là khoảng độ 10, 11, 12 giờ trưa này, nếu mà nắng thì thật là kinh khủng. Mình đi ngoài nắng khoảng độ 10 phút, 15 phút là mình mệt rồi. Mình mệt là mình tìm chỗ mình trốn rồi, mình trốn nóng rồi, cho nên không có được đi chơi nhiều. Đó, còn hôm nay trời mát cho nên là đi thoải mái. Các bạn nhìn thấy cái bãi biển nó phê kìa. Cái này mà đứng ở mấy cái vách đá, vách núi kia mà chụp ảnh là thôi, hết bài luôn. Đó. Phía sau là đảo Hòn Bà. Vâng, tôi bay Leica một con mini SE nhỏ xíu, bay ở khoảng độ cao là 1 mét so với mực nước biển này. Lần đầu tiên bay Leica cao 1 mét so với mực nước biển. Đó, con này thì không có chức năng bay theo người, không có follow me, không có active track, cho nên là mình follow, mình bay theo bằng tay, bay thủ công bằng tay, nên nó không có được mượt và đều lắm. Nếu mà các bạn mua những dòng mini 3, mini 3 Pro, mini 4 thì nó sẽ tự động đi theo mình. Còn những con mini SE, mini 1, mini 2 thì không có cảm biến, cho nên nó không có chức năng đi theo chủ. Đó, đông người ghê các bạn ạ. Đẹp ghê, quá đẹp luôn. Đi chơi mà gió nó mát, nó sướng lắm các bạn ơi. Đó, mặc dù thì thời tiết thì không có ổn ha, nó không có được lung linh. Không ngoài kia. Vâng, quá tuyệt vời. Mini SE bay biển nha các bạn. Mini SE bay biển. Quá đỉnh các bạn ơi. Vâng, 12 giờ trưa rồi. Nước xuống rất là sâu các bạn. Vâng, thời tiết hôm nay thì không có nắng. Thời tiết không được đẹp lắm. Nhưng mà vì lý do đó mà mình đi chơi được nhiều hơn các bạn. Đi chơi được nhiều hơn, gió mát, không nắng nên không có mệt. Chứ nếu nắng là chạy chết luôn á. Nắng là ra đây được vài phút là tiêu. Và đây là mũi Nghinh Phong này. Đó, các bạn trẻ đang check in ở trên trên đỉnh mũi Nghinh Phong. Toàn là cặp đôi ha. Ồ, 6 cặp đôi đẹp ghê chưa.
Đó, trời mát cho nên mình chơi được lâu hơn các bạn. Đó, đây có quán nước, có ghế ngồi này. Chiêu ghê chưa? Đó. Wow! Mát mẻ không em ơi? Quá là đã, nay đi chơi vậy là phê rồi. Dạ, đi biển mà ông trời ông thương hai vợ chồng, không có nắng gì hết, cho đi chơi rất là nhiều. Đó, phía xa là cổng trời các bạn, đây này. Đó, cổng trời này. Nó bị khuất cái lan can này rồi, mình đi xích con kia thì sẽ thấy. Đó. Trời mát, chơi thoải mái các bạn. Đó, nước nó xuống này. Nước nó xuống là mênh mông luôn nè. Đó. Đi dạo trên bãi biển. Đó, phía xa là chùa Hòn Bà, vào đảo Hòn Bà. Vâng, tôi đang zoom 15x bằng cái iPhone 15. Kinh khủng không? Zoom 15x này. Đó. Wow. Tuyệt vời. Chiều quá các bạn ơi. Gió mát tắm biển các bạn ơi. Đó, mình ra ngoài này mình tắm biển nha. Quá đẹp, quá chill. Đó, đảo Hòn Bà này. Quá chill, quá chill. Đây là mũi Kinh Phong. Đó, mọi người, các bạn trẻ đang check in ở trên này. Đó, đây là tượng Chúa Giêsu Kitô. Dạ, nước lên là chiều nay lên tới trên đó luôn. Tới chỗ nào cô? Tới trên cái vách đá đó luôn. Khoảng mấy? Dạ đúng rồi. Là chiều mấy giờ? Là chiều là tầm khoảng 5-6 giờ. Là nó sẽ lên tới. Bây giờ là nước dưới đang dừng. Ngon, bây giờ đang lên á. Cái này bao nhiêu một ly chị? À, dạ 20. Dạ. Đậu hũ em ơi. Đậu hũ nước ngọt nước suối cho tắt đi em. Rồi em ngồi đi. Ok, mời các bạn ăn tàu hũ nóng chân châu. À, tàu hũ nóng chân châu các bạn ơi. 20k. Là tàu hũ nóng chân châu. Còn này là trà tắc. Ô, leo núi nãy giờ đuối quá. Đó. Khát quá rồi. Ừ, em khát nước không? Quá chừng khát luôn, leo núi mà. Trà tắc các bạn ơi, mời các bạn uống trà tắc. À, ngon, ngon, ngon. Đã quá. Quá đã. À. Em cũng khát quá chừng anh ơi. Mời các anh chị và các bạn. Quá chiều các bạn. Lần đầu tiên ngồi trên biển này. Này là mũi Kinh Phong. Đâu rồi? Đây. Ok các bạn, trên kia là cổng trời đó. Đó, có hai bạn trẻ đang cổng trời. Ok các bạn, bây giờ 1 giờ chiều rồi. Đó, đây là đường đi lên cổng trời.
Đó, cái cổng ở trên đây này. Bây giờ chúng tôi sẽ đi lên và đi tìm chỗ ăn trưa các bạn. Đó, đói bụng rồi. Rồi, đi lên em ơi. Ok, bên kia có nhà vệ sinh các bạn. Đó, và đây là bãi gửi xe. Đó, xe tôi để ở đây. Đó, và đường này là đường đi xuống này. Mình cũng có thể chở xe bên cái chú Kito kìa. 1 giờ chiều rồi các bạn ơi. Đó, bây giờ chúng tôi sẽ lên xe đi vào trung tâm thành phố để tìm chỗ nào ăn trưa. Kiếm cái tô gì nóng nóng à. Đi em ơi. Dạ. Nó có số 113 G nữa. Coi như nói chung là đi đường Phạm Hoa Tháp thì chắc nhiều đồ ăn. Nói chung anh đi tới đường Phạm Hoa Tháp rồi. Không có quán này. Ok, gió khá là mạnh. Trời mát mẻ, không có nắng từ sáng đến giờ. Đó, bên kia là bán kẹo chỉ, bò bía ngọt. Này là vừa bò bía ngọt kẹo và kéo, vừa kẹo chỉ luôn. 20 ngàn kẹo kéo chỉ. 20.000 một gói. Lạ ghê, tôi chưa ăn cái món đó bao giờ luôn. Ok. Trời mát mẻ quá. Thỉnh thoảng thì có vài giọt mưa nhỏ nhỏ. Nhưng mà rồi gió thổi bay rồi. Kìa. Ok, tôi chạy vào đây để xem coi nước nó lên bao nhiêu rồi. Ồ, con đường nhỏ xíu à anh ơi. Kìa đó, như vậy là con đường nhỏ. Đấy. Đó, hồi sáng mình đi là nó nhỏ nhỏ vậy đó. Đúng rồi. Mình đi nó cũng nhỏ nhỏ vậy nè, chứ đâu có mười. Ok, đây là con dốc ở đường Thủy Vân đây. Giờ mình đi kiếm chỗ nào ăn trưa. Ăn nhẹ nhàng thôi. Ồ, bên đây anh thấy có quán này cũng chiêu ghê đấy em. Hủ tiếu mực gì đó. Sẵn của tàu bánh canh sò này thử coi sao. Vâng, thấy cái quán bánh canh sò này cũng khá là hấp dẫn nữa. Đó, 94-96 Hoàng Hoa Thám từ 2. Đó, mình vào đây thử xem. Bây giờ là 1:30 chiều. Chúng tôi đang ở thành phố biển Vũng Tàu.
dùng món bánh canh hải sản đặc biệt thứ trong đó về sáng giờ đi dạo biển bè le rồi. Ok các bạn, 2 giờ chiều rồi các bạn ơi, ăn no nê rồi. Vâng, tô bánh canh tới 108.000, tô đặc biệt 109.000, tô đặc biệt chưa tính tiền nước, nhân đôi lên, quá là phê pha, đủ thứ hải sản ở bên trong luôn. Nói chung là hơi đắt nhưng mà đáng đồng tiền mất gạo, quá ngon. Đó, đã ghi lại vị trí vào Google Maps rồi, mai mốt có dịp thì mình lại ghé. Bây giờ tôi sẽ chạy ra ngoài bờ biển chỗ Hòn Bà coi nước nó dâng lên như thế nào cho bạn xem nha. Ok các bạn, bây giờ tôi sẽ đi ra ngó lại con đường ban nãy cho các bạn xem nha. Vâng, đây là cái xe. Đó, con đường bí ẩn ở dưới nước. Đó, đây. Con đường ban nãy mình đi đấy các bạn. Bây giờ nước đã lên rồi. Đó, nước lên rồi mình không nhìn thấy nữa này. Đó, ban nãy mình đi ở đây này các bạn. Ghê chưa? Đó, từ cái cổng chùa ha. Đó, mình đi xuống đây. Bây giờ không còn nhìn thấy đường đi nữa này. Đó, lát chiều là nước nó sẽ lên, từ chiều lên là lấp luôn. Đó, cái này mình lội qua là nước ngang bụng, là sóng đánh là bé luôn á, trơn lắm. Sao em thấy sao? Quá là kỳ thú. Đó. Hồi sáng này là lộ ra nguyên con đường rộng thênh thang để đi. Bây giờ đúng giờ luôn, 14 giờ. Từ 14 giờ đến 14 giờ 30 là nước sẽ lên. Và hiện giờ là nước đã lên. Ngập hết con đường. Kỳ thú anh nhỉ. Ok, sóng biển đẹp quá các bạn ơi. Đó, mọi người đang tắm biển này. Vâng, tôi đang zoom 15x các bạn. 15x kỹ thuật số. Đó, về chưa? Đó, đây là 5x quang học này. 5x quang học rất là rõ. Zoom out. Đang chạy. Nước đang ngốc kìa. Ok, bây giờ là 2 giờ rưỡi chiều rồi các bạn ơi.
đó, ngước lên rồi này. Không còn nhìn thấy con đường bí ẩn ở dưới đại dương nữa. Đó, ngước lên rồi. Quá tuyệt vời các bạn. Ok em ơi. Dạ. Bây giờ mình kiếm phòng khách sạn mình nghỉ hay là mình về? Ý em thích cái nào? Dạ, mục đích mình hôm nay á là mình đến để mà thưởng lãm cái con đường bí ẩn. Con đường bí ẩn với lòng biển Vũng Tàu dẫn ra miếu Hoàng Bà. Ok các bạn, đây là theo ý của bà xã là hôm nay đi vậy là từ 4 giờ rưỡi sáng đến giờ là thành công rồi các bạn. Đó, săn được con đường bí ẩn ở dưới đó và đã đi bộ qua đó. Rồi ăn uống no say rồi. Đó, bây giờ đi về các bạn ơi. Về lại thành phố Hồ Chí Minh. Nghỉ ngơi để dành thời gian và kinh phí cho những chuyến khám phá tiếp theo các bạn. Ok, bye bye, lên đường về Sài Gòn các bạn ơi. Get go. Ok, đúng 2:30, 2:35 các bạn. Đúng 2:35 thì chúng tôi lăn bánh về lại thành phố Hồ Chí Minh. Trời đang rất mát và có nắng nhẹ. Vâng, đây là con dốc nổi tiếng ở thành phố biển Vũng Tàu đây. Công an bên trái các bạn ơi, ngay chỗ này ở bên trái có công an nha, chỗ Paradise Gold Resort này. Nắng lên rồi, nắng nhẹ nhẹ đẹp. Mùa thu các bạn ơi, mùa thu lá đổi màu này. Mùa thu lá vàng. Đó, mùa thu lá vàng, bây giờ đang là mùa thu. Quá chill các bạn ơi, con đường quá chill. Các bạn. Em muốn đi thẳng hay đi Long Sơn? Ha? Ở bên trái là quẹo vào đường Hoàng Sa đi Long Sơn. Chúng tôi đi thẳng luôn các bạn. Mình đi quốc lộ 51 tiếp tục. Vâng, phía trước có cái gì đẹp thế này. Cái cầu này. Thế này họ trang trí các bạn ơi.
trang trí ấy, mọi lần đâu có đâu. Cầu Cỏ Mây 2. Wow, hoành tráng quá. Hoành tráng quá. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Họ trang trí cho đẹp à. Hay là có chịu lực gì không? Cầu Cỏ Mây 2 mới nâng cấp hệ thống treo. Chợ Bà Rịa. Chợ Bà Rịa bên phải là trung tâm thương mại Bà Rịa đấy. Mọi lần đi ngang đây là ghé ăn trưa. Công an. Ok công an các bạn ơi. Bắt xe hơi quá đông. May quá xe máy không bắt. Vâng, nãy giờ mình cũng chỉ chạy có 60-70. Đường có len cứng như thế này thì xe máy được chạy 70. Ngoài khu dân cư, trong khu dân cư thì được chạy 60. Không có len cứng thì được chạy 50. Nãy giờ mình cũng đâu có chạy qua 70 đâu. Mà 75 là bắt đầu mới phạt, cái 74 là chưa có phạt. Nhưng mà mấy cái xe ô tô nó chạy cũng đâu có nhanh đâu mà. Ngã tư. Quá ghê gớm. Bụi quá, mù mịt rồi. Cái gì mà mù mịt chứ người ta. Các bạn đi mà thấy có cái bảng thi ao sung. Thi ao sung ở trước mặt kìa. Đó. Là mình giảm tốc độ để mình rẽ trái nếu các bạn muốn về bằng phà Cát Lái ha. Nếu các bạn muốn về phà Cát Lái thì chỉ thấy cái bảng thi ao sung ở đằng kia. Đó, trước mặt đó. Là mình giảm tốc độ từ từ và tấp con lề trái sát con lươn ấy, để mình rẽ trái đi về hướng phà Cát Lái. Đó, các bạn thấy cái bảng hiệu sung chưa? Cái bảng đó nó có ở đây chắc phải 20 năm rồi các bạn. Chị thấy nó nằm ở đó 20 năm nay nè. Ok, về tới ngã tư Vũng Tàu rồi các bạn ơi. Bây giờ là 4:15. 4:15 chúng tôi đã về đến ngã tư Vũng Tàu. Là đi mất 1 tiếng 45 phút về đến ngã tư Vũng Tàu.
Ok, 4:30 thì chúng tôi đã về tới thành phố Thủ Đức rồi. Đẹp quá các bạn ơi. Vâng, cung đường này là mới này, có mấy cái cầu vượt ở bên trên đấy. Đó, quá hoành tráng các bạn ha. Bên trái là đường monorail. Trái đây là nhà ga đây. Đó, nhà ga cho nên nó hoành tráng, nó to hơn. 3 tầng. Đó, nhà ga phía trên này. Nghe nói rằng đã cho chạy thông xe kỹ thuật rồi. Từ Bến Thành đến Suối Tiên. Ok, 4:45 chúng tôi đã về đến gần chân cầu Sài Gòn các bạn ơi. Đây là quận 2, gọi chung là thành phố Thủ Đức nhưng mà mình gọi quận 2 thì nó chính xác hơn, nó gần chân hơn. Phía xa là lên mặt nó bốt các bạn, quá đẹp quá ha. Nó xung quanh là các chung cư. Vâng, vậy là hành trình đi phượt, đi khám phá cung đường bí ẩn dưới dưới biển, ở thành phố biển, ở thành phố Vũng Tàu. Nó đã thành công tốt đẹp rồi các bạn. 4:30 sáng đi. Đó, và 8:30 chúng tôi đã tới nơi. Đó, thấy nước nó còn rất là cao. Đó, và sau đó là 11 giờ là nước rút xuống, lòi ra, xuất hiện ra con đường đá dài 250 mét. Đó, từ mũi Kim Phong mình băng qua đảo Hòn Bà ở thành phố biển Vũng Tàu. Đó, mục đích ngày hôm nay chúng tôi đi là chỉ để trải nghiệm cái cung đường dưới biển đó thôi, dưới nước đó thôi. Và sau khi trải nghiệm xong, ăn trưa này nọ xong là 2:30 thì chúng tôi xuất phát về lại thành phố Hồ Chí Minh. Đó, và bây giờ 4:45 chúng tôi đã về đến gần chân cầu Sài Gòn rồi. Đó, video chắc là cũng quá dài rồi. Đó, tôi xin kết thúc ở đây. Đó, dừng video ở đây. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Đó, chúc các bạn và gia đình cuối tuần thật là vui vẻ. Nếu các bạn cảm thấy thích thú video thì hãy đăng ký kênh YouTube Toàn Đồng Tre để đón xem những video tiếp theo, những hành trình phượt khám phá tiếp theo. Và nếu như các bạn cảm thấy video quá hay, quá bổ ích thì hãy bấm vào nút cảm ơn, tức là nút thanh đó ở trong YouTube ấy, để mời chủ kênh Đoàn Hồng Giang, tức là tôi, một ly cà phê hoặc là ủng hộ một lít xăng để chúng tôi có thêm tài chính, có thêm động lực đó, đi phượt nhiều hơn, làm nhiều video hay hơn nữa. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.